có tin vào chuyện du hành vượt thời gian không? Tôi tin đó. Người ta có thể vượt thời gian qua ba cách: con người, đồ vật và nơi chốn. Sẵn trên đường về, xe qua loa đám kim điện tử giùm tao một cái. Thằng khốn nạn, mày biết mày đâu mày đây. Nè nè, cậu đang làm gì vậy? Cậu không được làm vậy. Chuyện gì vậy má? Nó định đốt đồ hát của mình đó con. Ở đâu tụi đi vô đây giở trò vu côn vậy? Thiếu nợ không trả còn la làng nữa. Còn thiếu nhiêu á, tối mai đạo diễn xong tôi trả hết. Tôi nói là tôi làm. Có mất mát rồi mày không diễn cũng là. Bữa đó mà tôi không tới kịp, anh có tính đục đống đồ hát đó thiệt không nhỉ? Sao bữa nay tao thấy mày nôn nao quá vậy con?